Anh em có nhu cầu muốn Ninh Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhnammoti.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Ok anh em nhé, hôm trước thì có một bạn hỏi mình là ác cần Dương 11 để ăn không. Bạn này mới mua cái nick ở trên shop mình và nó có ghi là Dương ăn win Dương 11, và bạn ấy bảo là thì cần set gì để win Dương 11 hay không, thì mình có trả lời là có, và bạn ấy dùng set 2 sao là được, chỉ cần set 2 sao thôi nha. Set 2 sao bây giờ đang rất là rẻ luôn. Các bạn chỉ cần bỏ ra tầm được khoảng 2 30 nghìn là có thể mua được set 2 sao rồi. Nói chung ăn set 2 sao rất là rẻ mà nick bây giờ cực kỳ là rẻ luôn. Và bạn ấy hỏi là có cần cho đệ hay không, thì mình trả lời là không cần cho đệ nhá. Con này con ác này mình khá là VIP rồi và không cần đệ, chỉ cần là sư phụ có một set 2 sao đến 3 sao, 3 sao thì càng tốt. 2 sao thì hơi cùi nhưng mà 3 sao cũng tốt hơn. Hay sao vẫn ăn được nhá, nhưng mà anh em cân nhắc thì đầu tư đã đầu tư cho nó con set 3 sao cho nó dễ, cho nó đơn giản. Ok thì tiếp theo thì bạn ấy bảo là bạn ấy có cái con say da hôm trước mua shop mình và bạn ấy cày lên 177k sức đánh mà vẫn không ăn được con Dương 11. Thế mình cảm thấy quái lạ, 77 177k sức đánh rất là cao rồi. Đúng ra là đi phải thừa 50 giây rồi hoặc là 30 giây gì đó, nhưng mà bạn ấy vẫn không ăn được Dương 11, chắc chắn là bạn ấy đã đi sai cách hoặc là có một cái gì đó không đúng khi mà đi Dương 11 nhá. Thì mình đã bảo bạn ấy là đưa nick cho mình để mình đi Dương 11 cho bạn ấy xem. Và bây giờ chúng ta cùng xem mình đi Dương 11 nhá. Ok, đây là cái con say da mà bạn ấy đưa cho mình đây nhá. Anh em có thể thấy là con say da này cũng rất là VIP. Dạo gần đây thì game rất là đông anh em nhá. Anh em có thể xem ở đây là bây giờ là 22 giờ rồi mà vẫn rất là đông. Ở đây thì con say da của bạn ý cũng khá là VIP anh em ạ. Nói chung là cũng không VIP mà cũng không cùi. Con nick này trên shop mình rất là rẻ luôn, đang bán với giá là khoảng độ khoảng 300k thôi. Rất là rẻ, 300k mà anh em mua bằng ví thì chỉ tầm khoảng 200 bao nhiêu k thôi. Anh em nạp qua Facebook Zalo được khuyến mại từ 20 đến 40% nhá. Rất rẻ luôn. Và ấy chính là cái con Lý Tiểu Nương. À quên, cái con Mỹ Nương kia kìa, anh em có thể xem. Bây giờ mình sẽ vào mình thách đấu với cả Dương 11 nhá. Bạn ấy đã đi hết con Dương 10 rồi, hết con Dương 10 rồi. Thế bây giờ mình sẽ đi thách đấu với con Dương 11. Anh em có thể thấy là sức đánh hiện tại là 93.000. Bây giờ mình sẽ hóa khỉ lên để mà đấm con Dương 11 nhá. Bởi vì đấy anh em nhìn thấy bạn ấy đi rất là nhiều lần rồi mà vẫn không thắng được con Dương 11 này. Chắc hẳn là bạn ấy đi sai cách anh em ạ. Bởi vì nếu mà sức đánh mà cao này thì đi rất là dễ luôn. Anh em nhớ sử dụng đầu tiên, bước 1 anh em sử dụng game hook nhá. Và anh em bật AK lên và bật S1 nữa. Bây giờ 177k sức đánh rất là trâu và rất là khủng luôn anh em ạ. Không phải là một cái sức đánh bình thường đâu. Ok anh em bật AK này và S1 đi, S1 để cho nếu mà nó không bị rơi xuống đài nhé. Và sức đánh hiện tại đang là 750.000 đến 1 triệu sức đánh anh em ạ. Nói chung là một con này thì sức đánh thế này là rất là trâu rồi, chứ không phải cùi đâu anh em ạ. Nhưng mà có những lúc đấm chỉ xuống thành 600 hoặc là 300. Nói chung mình cũng không hiểu là tại sao có những lúc mà đấm chỉ được 300 thôi nhưng mà có những lúc mà đấm được 1 triệu sức mạnh, sức đánh luôn. Mình cũng không hiểu cái này mấy. Nhưng mà đại loại là nếu mà anh em bây giờ mà đi Dương 11 ấy thì đi vẫn rất là ổn nhá. Hiện tại thì nick đang rất là rẻ. Trên shop nick nào 1 tỷ com của mình đang bán nick rất là rẻ luôn. Khuyến mại từ 20% đến 40%. Khi mà anh em mua một cái nick mà 200.000 anh em chỉ cần trả 160.000, bởi vì khuyến mại 20%, 160.000 qua cạc Viettel hoặc là Vina. Nếu mà anh em mua qua ví thì anh em phải trả 140.000 thôi, bởi vì nạp qua ví được khuyến mại tận 40% cao nhất trong tất cả các shop hiện nay. Khi mà anh em chơi chán anh em bán thì sẽ hoàn ngay 90% giá trị nick anh em mua. Ví dụ nick mua 200.000 anh em sẽ được hoàn ngay 180.000, cam kết nhận lại hoàn 90%. Mua khuyến mại bán hoàn tiền quá là tuyệt vời đúng không nào? Anh em nên shop nick nào 1 tỷ.com để ủng hộ mình nha. Hiện tại thì bây giờ mình đang đánh cái con new new này đang rất là miệt mài và mình đang đứng lại một lúc và mình tắt AK đi, bật AK lên bởi vì mình sợ là nó hết khỉ thì mình sẽ bị nang khỉ, mà nang khỉ thì mình nang độ khoảng chục giây. Vì bây giờ mình sẽ tắt AK đi, nang chục giây, hai chục giây thì không sao nhưng 20-30 giây đấy anh em bật lên, bật cái khiên lên thấy nó hiện lên chữ 38 chứng tỏ là nó hết nang khỉ rồi. Hết nang khỉ rồi anh em lại bật khỉ lên lại đấm tiếp. Nói chung là nếu mà anh em đi anh em phải trải nghiệm thì anh em mình rút ra được những cái bài học của riêng mình. Còn bây giờ là mình hướng dẫn anh em thì anh em cũng hiểu được một phần nào rồi. Nhưng anh em
cần phải thêm sự trải nghiệm thực tế thì anh em mới hiểu được phần nào để đi Dương 11. Thì anh em cứ mua nick trên shop linhnam1ty.com của mình, rồi anh em về đi Dương 11. Nếu mà anh em mà không đi được Dương 11 hoặc anh em chơi một thời gian anh em chán, anh em có thể bán lại thì cái số vàng anh em kiếm được cộng với cả cái hoàn tiền 90% thì anh em cũng không bị lỗ đâu. Thế anh em cứ yên tâm và tin tưởng mình. Ngoài ra thì bây giờ giá vàng, giá ngọc đang rất là rẻ, giá ngọc lên đến x10, giá rẻ như giá Tết luôn. Anh em có thể IB qua Facebook Zalo mình, giá ngọc giá vàng Silver Nam rất là rẻ x10, và mình cũng cần nhập vàng số lượng lớn và nick số lượng lớn. Anh em có thể IB mình để mình mua mình nhập luôn. Ok, anh em mua bán gì cứ IB mình nhá. Bây giờ mình sẽ tắt AK đi, bởi vì mình nghĩ rằng là mình sắp win rồi. Ok, anh em có thể thấy là 20 mấy giây, mình còn thừa 20 mấy giây cơ anh em ạ, mình còn thừa rất là nhiều đấy. Anh em có thể thấy là mình thừa hơn 20 giây, bởi vì sao mình còn chỉ thừa 20 giây thôi, bởi vì mình biến khỉ ở ở đây mà, mình biến khỉ ở đây mình lên kia thì mình phải tắt AK thì mình bật AK lại đấy. Nói chung là rất là phức tạp. Còn nếu mà đi từ cái con dương 11 ấy, à con dương 10 ấy, thì mình có thể căn được là đến giây độ khoảng giây thứ 120 đi, thì mình sẽ tắt AK đi và mình sẽ để cho nó tự đấm. Thì mình căn thì nó ít khi sai lắm, chỉ sai tầm được khoảng 5 đến 7 giây thôi. Còn nếu mà thế này thì mình cũng không căn được. Đây anh em có thể thấy ở trong vách Kakarot bây giờ cũng đang rất là đông. Nói chung là bây giờ dạo này anh em vào game rất là đông luôn, anh em chơi rất là nhiều. Ok, mấy cả AD cũng mới nâng cấp máy chủ lên thì nó cũng mượt hơn rất là nhiều. Bây giờ mình đã có cái con dương, à đã có cái dương 11 rồi. Đấy, nói chung đi dương 11 rất là dễ luôn. Nếu mà anh em nào không đi được thì hãy tham khảo rất là nhiều video của mình đi dương 11 nha. Trước đây thì AD đã fit lại dương 11 và bây giờ đã hết fit lại rồi. Anh em có thể thấy ở khu này xem là có nhiều người không. Ok, khu này thì bây giờ đã là hơn 20 giờ rồi, 22 giờ rồi, tức là 10 giờ đêm thì nó cũng còn ít người thôi anh em ạ. À, bởi vì 10 giờ đêm thì anh em đi ngủ rồi, game thì đa số là những anh em mà dưới 18 tuổi chơi thôi. Vậy nên là những cái anh em mà dưới 16 tuổi lớp 7 lớp 8 9 thì cũng giờ này thì cũng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai dậy sớm rồi. Anh em bây giờ nếu mà vẫn còn chơi chắc hẳn là anh em đã đi làm rồi. Ok, anh em nhớ like và đăng ký subscribe giúp mình nhé. Ok, bye bye tất cả mọi người. Anh em nhớ follow giúp mình và nên xông link là một tí bán hoàn tiền. Dạo này bán rất là ế luôn, rất là lỗ luôn, nhưng mà vừa mình vẫn tặng quà cho anh em, vẫn tặng tiền shop cho anh em nhớ comment tài khoản dự bên dưới mình tặng shop nhé. Mình sẽ chúc mừng hai bạn. Ok, mình xin chúc mừng bạn đầu tiên là bạn Thuận Gia Sô đã nhận được tài khoản là 10k shop. Bạn thứ hai thì mình xin chúc mừng là bạn Saitama đã nhận được 10k shop. Anh em nhớ comment tài khoản shop bên dưới mình tặng tiền nha. Dù bán lỗ mình vẫn phải tặng tiền cho anh em nhé.